Trăng đằng sau không? Hôm nay chủ tịch ra đây đứng, ra đây đứng. Chủ tịch nhìn thấy Trăng không? Mọi người nhìn thấy anh Trăng đằng sau không? Ủa, Trăng tròn thế nhở? Trăng đẹp thế nhở? Đẹp. Đẹp nhở? Hôm nay mình đi ngắm Trăng nhé, chủ tịch nhé. Đúng rồi. Hôm nay mình cùng nhau ngắm Trăng nhé. Chủ tịch có biết trên cung Trăng có gì không? Trên cung Trăng có chị Hằng đấy và chú Quậy cùng với Thỏ Ngọc với một gốc cây đa. Trăng hôm nay cao quá, anh muốn hôn vào má. Hôm nay cao tít, anh lại muốn hôn vào, ui ngại lắm, không nói đâu, không nói đâu. Người đẹp Trăng cũng đẹp. Đứng ra đây, chủ tịch. Trắng gì? Hả? Cái gì? Bảo Trăng hôm nay cao tít. Trắng nào? Trăng. Ông Trăng này này, hôm nay nó lên cao tít vút này, tít. Anh muốn hôn vào. Mắc ói ấy, tiền sử bố nhà em. Mắc ói cái gì hả? À, tiếng mắc ói. Không nhìn thấy ra hôm nay Trăng sáng thật. Hôm nay Trăng sáng vàng vàng lạc luôn mọi người. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Em đứng đấy, em lùi ra chủ tịch ơi, chủ tịch ơi, chủ tịch lùi ra. Đấy, lùi ra một tí mới nhìn thấy Trăng. Lùi nữa, lùi nữa. Họ nữa đó nhìn anh Trăng này. Người ta gọi đây là thiếu nữ bên ánh Trăng mọi người nhá, thiếu nữ chủ tịch bên ánh Trăng.